Aloha. Trước khi bắt đầu, chúng ta trao cho nhau một tràng pháo tay mừng lễ Chúa Giáng sinh. Hôm nay ca đoàn với lại một số em đã bỏ nhiều thời giờ ra để tập luyện, để có một cái chương trình rất là đặc biệt cho chúng ta tối nay, và cũng là để giúp cho chúng ta chuẩn bị tâm hồn của chúng ta để bước vào lễ Giáng sinh. Xin quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng đứng lên đọc một kinh kính mừng, xin Đức Mẹ chúc lành cho buổi tối hôm nay của chúng ta, để chúng ta sốt sáng mừng Chúa lễ Chúa Giáng sinh nhé. Nhìn Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính mừng Maria để ơn với Đức Chúa Trời cùng bà. Giêsu là Bà của tôi, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời và Chúa Trời. Khi này và chân giờ năm thứ Amen. Nhìn Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời mọi người ngồi để chúng ta thưởng thức. Kính thưa cộng đoàn, Giáng sinh đã từ lâu trở nên gần gũi với mọi người. Ngày lễ này, người ta không chỉ mừng kỷ niệm cách đây hơn 2.000 năm Con Thiên Chúa nhập thể làm người, nhưng còn mừng kỷ niệm biến cố trời đất giao hòa. Thiên Chúa từ trời cao đã cúi xuống kết thân với loài người. Ngài ước mong sao tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, màu da, tiếng nói hay tôn giáo đều được sống trong hòa bình và hạnh phúc. Thiên Chúa ngàn lần muốn nói với con người rằng, cho dù con người có sa ngã phạm tội thế nào, thì Ngài vẫn luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ. Khi mừng kỷ niệm biến cố Con Thiên Chúa giáng trần, ước mong sao trái tim chúng ta cũng mở rộng, đón nhận hết mọi người, quan tâm và sẵn sàng trao ban, chia sẻ những gì mình đang có cho tất cả anh chị em đồng loại. Để ý nghĩa của tình yêu thương đêm nay rạng ngời mãi và tuôn chảy nguồn ơn cứu độ cho những ai chưa cùng một niềm tin, chưa nhận biết Đức Giêsu Kitô ngôi hai Thiên Chúa. Với những tâm tình đó, giờ đây xin kính mời cộng đoàn cùng lắng động tâm hồn để bước vào hành trình mầu nhiệm tình thương, Con Thiên Chúa xuống thế làm người và ở giữa chúng ta, qua phần hoạt cảnh do Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể An Rê Dũng Lạc trình bày. Kể từ khi cánh cửa thiên đàng khép lại, con người miên man đắm mê trong vòng tội lỗi. Trải qua biết bao thế hệ, nhân loại đã bước đi trong u tối với một nỗi khát khao mong đợi. Con người ngày đêm ngước mắt về trời cao, cầu mong đấng cứu tinh mau xuất hiện. Ngài ơi xin mau đến, chiếu muôn hào quang, sáng soi khắp trần gian. Cùng với ca đoàn, chúng ta trở về với thân phận lưu đày của dân Chúa khi xưa, mong chờ một lời hứa sẽ được thực hiện.
Rồi lời hứa ấy đã được thực hiện khi Thiên Chúa cho xuất hiện trong nhân loại một tâm hồn thánh thiện vẹn toàn. Đó chính là trinh nữ Maria đã đính hôn với Giuse thuộc dòng dõi David. Cũng như mọi người dân Israel thời đó, Maria chuyên cần cầu nguyện cho đấng thiên sai mau đến cứu vớt dân người. Trong lòng mẹ, cả vũ trụ bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên chan hòa ánh sáng của ơn cứu độ. Lời hứa ban đấng cứu thế đã được thực hiện. Từ đây, đấng cứu thế bắt đầu bước vào lịch sử con người. Ngài đến đem bình an và ơn cứu độ cho con người. Xa mạc huyền nhiệm quá muôn đời tiếng xin
tin mừng của con chi thay. Trái tim thao hiền từ lúc mẹ nói lời xin vâng, kỷ nguyên mới đã đến trong đời dịu dàng như làn gió mát giữa cơn nắng hạ, huyền nhiệm quá muôn đời tiếng xin vâng. Mẹ thưa xin vâng, xin con trọn thành như Chúa Cha. Mẹ thưa xin vâng, với tin mừng của con chi thay. Mẹ thưa xin vâng, với tác động của Chúa Thánh Linh. Con muốn theo mẹ sống với trái tim thao hiền. Cuộc sống thánh thiện của mẹ cứ êm ả trôi qua, cho đến một hôm, có chiếu chỉ của Hoàng đế Augusto truyền kê dân số, nên mọi người thu xếp hành trang lên đường mà về quê hương mình. Lo, bà con làng Nazareth nghe đây. Đây là lệnh của Hoàng đế Cesare Augusto trị vì đế quốc Roma, gửi đến toàn dân trong nước. Nay ta ra sắc chỉ, ban hành lệnh kiểm kê dân số trong toàn cõi thiên hạ. Tất cả mọi người, bất kỳ già trẻ lớn bé, đều phải trở về nguyên quán của mình để kê khai hộ tịch. Mọi xứ, mọi thành đều phải nghiêm chỉnh thi hành sắc lệnh này. La. Theo lệnh truyền của Hoàng đế, nên mọi người thu xếp hành trang lên đường mà về quê hương mình trong mùa đông giá rét. Từng đoàn người kéo nhau đi, Giuse và Maria, là vì dòng dõi David nên phải rời Nazareth mà về Bethlehem là nguyên quán. Dù rằng Maria gần ngày sinh nở, chúng ta sẽ nghỉ ở đâu đêm nay? Maria, cố gắng lên.
đi thêm một đoạn nữa, chúng ta sẽ tìm nhà trọ và dừng chân tại đó. Thank you.
Noel về, nhạc yêu thương vang reo sẵn trời mơ. Noel về, Noel về, màn ý thơ vang lên khắp chân ai. Noel về, Noel về, nguồn bình an rao ra trên dương thế. Chúa giáng trần đem ơn lành, niềm ước mơ muôn dân đang đợi chờ. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ngân, ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Đêm an bình, đêm hy vọng, người tặng ban cho nhân thế niềm tin. Chúa giáng trần ôi nhiệm màu, nào có ai hiểu được thấu tình sâu. Qua bao đời muốn con người hằng đợi trong nguồn tình yêu cứu thế. Nay con người đã thấy rồi, ngày bé thơ chính Chúa đã tặng ban. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ngân, ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Thương vang reo rắm trời mơ. Noel về, Noel về, bạn ý thơ vang lên khắp trần ai. Noel về, Noel về, nguồn bình an rao rạt trên dương thế. Chúa giáng trần đem ơn lành, niềm ước mơ muôn dân đang đợi chờ. Nào cùng hát lên bài ca Giáng sinh trong đêm say hồng ngân, ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Say ân tình con nghiêng mình thờ lạy Chúa bên hang đá nhỏ xinh, cho con hiểu giữa cánh đời dù đổi thay luôn son sắt niềm tin. Xin soi đường dưới sao lạ, diệu con đi về trời cao yêu sáng. Tri ân ngài đã xuống chân để dẫn con lên quê hương Trường Sơn. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ngân, ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ngân, trong đêm say hồng ngân, ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Xin mang theo thông điệp tình yêu và ơn cứu rỗi cho nhân loại. Và cùng trong đêm hồng phúc này, anh em ca đoàn chúng con xin quý ông bà cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho anh ca trưởng mọi sự được bình an trong Chúa hài đồng. Ca đoàn Theresa chúng con xin gửi đến nhạc phẩm Đêm Bethlehem của nhạc sĩ Hải Nguyễn. Nguyện xin tình Chúa ban thật nhiều hạnh phúc cho quý cộng đoàn chúng con. Thank you.
cộng đoàn các thánh tử đạo Việt Nam xin gửi tới quý ông bà, anh chị em đang hiện diện nơi đây và tất cả cộng đồng người Việt Nam tại Honolulu này một đêm Giáng sinh vui tươi. Một mùa Giáng sinh tràn đầy ơn phước từ trời đã được một sứ giả từ trời đem đến cho toàn thể nhân loại qua hình hài một hài nhi nhỏ bé, yếu ớt, cô đơn trong đêm đông buốt giá nơi Bethlehem, một làng quê xa xôi hẻo lánh. Ngài chính là con Thiên Chúa, là đấng cứu thế đã giáng trần đem ơn cứu độ đến cho chúng ta. Rất mong quý ông bà, anh chị em hãy mở lòng ra để đón nhận ơn Chúa cứu độ ấy. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chương trình diễn nguyện canh thức Giáng sinh 2017 đến đây đã kết thúc. Merry Christmas! Yeah.